Ừ, tao vô học nhưng tao không cướp chồng người khác. Còn mày có học nhưng mày cũng chẳng khác gì con đếm cả. Ngày nào tao chả theo dõi mày và thằng chồng tao hú hí với nhau. Mày có cần tao hét lên cho cả ký túc xá biết không? Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tri thức ở Thanh Hóa. Bố mẹ đều là quan chức cấp cao của tỉnh, nên cuộc sống vật chất của tôi cũng chẳng thiếu thốn bất cứ một thứ gì. Tôi học giỏi và tham vọng, Chính vì thế mà tôi luôn cố gắng để học thật tốt để không phải dựa dẫm bố mẹ hay chồng tôi sau này. Khi học năm nhất, tôi cũng đã có người yêu. Tiến là bạn thân của tôi từ thời còn học cấp 3, nhưng cho tới khi cả hai cùng đổ đại học tôi mới nhận lời yêu anh. Tôi ra Hà Nội học luật, còn anh phải vào Sài Gòn học giao thông. Dù có xa xôi cách trở nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện, viết thư động viên tôi học tập và an ủi những lúc tôi gặp phải chuyện không vui trong cuộc sống. Tôi xinh xắn, năng động và có một giọng hát khá hay, vì thế mà tôi rất nhiều chàng trai trong trường để mắt tới. Tôi coi đó là niềm hãnh diện và luôn tỏ ra đắc thắng với những cô gái thường ghen tị với mình. Nhưng rồi, cũng chính vì sự sĩ diện hảo của mình đã khiến cuộc sống của tôi lái sang một ngã rẽ khác. Ngày sinh nhật một chị bạn ở nội trú, tôi tầm ghen tị với chị vì có tới bốn anh đi ô tô đến ký túc xá dự sinh nhật chị. Đến lúc ấy, tôi mới có thể định nghĩa được thế nào là sinh viên cặp đại gia. Trong bữa tiệc sinh nhật, tôi có để mắt đến Khanh. Người đàn ông ngồi đối diện tôi. Khanh có vẻ chững chạc, từng trải nhưng khiến không ít cô gái để ý đến khuôn mặt lạnh lùng và phong thái lịch lãm của anh. Và rồi, cũng chẳng hiểu tại sao. Ánh mắt và nụ cười của Khanh đã ám ảnh tôi suốt cả mấy ngày hôm đó. Tôi làm thân với chị Vân và mong muốn được đi chơi với đám bạn giàu có của chị. Hơn nữa, tôi sẽ có cơ hội để gặp lại Khanh. Chị Vân ít bạn bè, thường xuyên đi sớm về khuyên nên cũng chẳng ai biết chị đi đâu, làm gì và đi với ai. Nhưng tôi lại biết hết những bí mật của chị. Lần đầu tiên, tôi được chị chủ đi hát karaoke cùng đám bạn chị. Tôi không thể giấu nổi niềm hạnh phúc khi nghĩ đến cơ hội được gặp Khanh. Tôi nhờ chị trang điểm và diện chiếc váy đẹp nhất để tạo ấn tượng tốt với anh. Ban đầu, tôi cũng hơi trụt rè và hồi hộp vì không biết nói gì khi đối diện với anh và mọi người nhưng khanh đã chủ động nói chuyện và hỏi han tôi trước khiến tôi cũng cảm thấy thoải mái và tự tin hơn buổi tối hôm ấy anh đã ngồi bên cạnh tôi nhẹ nhàng quan tâm tôi và còn mời tôi hát song ca cùng anh nữa khanh khen tôi hát hay và có nụ cười rất đẹp tôi hài lòng vì mình đã tạo được ấn tượng tốt đẹp ngay buổi đầu tiếp xúc với anh tối hôm ấy anh gọi điện và chuyện trò với tôi rất nhiều qua buổi nói chuyện hôm ấy tôi mới biết anh là giám đốc của một công ty buôn bán ô tô rất lớn ở trung tâm thành phố anh bảo sẽ rất vui khi được mời tôi đi chơi riêng và tôi cũng không thể để tuột mất cơ hội được gặp anh chiều hôm sau anh đón tôi ở sân ký túc chúng tôi cùng đi ăn trong một nhà hàng sang trọng anh nâng cần chăm sóc tôi như một đứa trẻ sau đó chúng tôi cùng vào siêu thị mua sắm anh mua tặng tôi một chiếc váy màu tím rất đẹp và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận được một món quà đắt tiền và lộng lẫy từ người đàn ông tôi thích anh thường xuyên đón đưa tôi đi chơi Mỗi hôm, anh dẫn tôi đến một nhà hàng sang trọng và giới thiệu với tôi những món ăn ngon ở đó. Tôi cảm giác như mình là một cô công chúa lộng lẫy bên chàng hoàng tử đẹp trai trong chuyện cổ tích mà tôi đã được đọc từ nhỏ. Chúng tôi hiểu nhau, yêu nhau từ lúc nào cũng không biết nữa. Nhưng, có một điều kỳ lạ khiến tôi không khỏi tò mò là tại sao mỗi lần hẹn hò, anh đều đón tôi từ 5 giờ chiều và đến khoảng 8 giờ tối là trả tôi về ký túc xá. Đã bao lần tôi thắc mắc thì anh đều trả lời, anh đi giải quyết công việc với đối tác. Tôi rất buồn vì muốn có được thời gian ở cạnh anh nhiều hơn nữa. Và tôi có cảm giác không mang tâm về mối quan hệ của mình và Khanh. Từ ngày yêu anh, tôi nhận được rất nhiều món quà đắt tiền từ anh. Anh không ngần ngại bỏ hơn 2 triệu để mua cho tôi một chiếc váy, cũng không tiếc tiền khi ngày nào cũng đưa tôi đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Tôi hạnh phúc ở bên anh bao nhiêu thì cảm giác chán chường khi nghĩ đến cuộc sống khó khăn của tiếng bấy nhiêu. Tôi không dám nói lời chia tay tiếng vì sợ anh tổn thương, nhưng cũng không thể nói sự thật cho Khanh biết là tôi đã có người yêu. Tôi đi học về, đang lang thang dạo bộ ở sân ký túc xá và nghĩ đến những giây phút ngọt ngào khi ở bên Khanh. Bỗng nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng đến bên tôi hỏi. Em có phải là Mai không? Vâng, em là Mai. Sao chị biết em à? Tôi cũng vui vẻ trả lời. Sao tôi lại không thể biết cô chứ? Cô cũng chỉ đáng mặt như những con cây đứng đường trên phố mà thôi. Đồ đốn mạt, mày có biết là mày đang ăn nằm với thằng chồng khốn nạn của tao không? Đúng là đồ nhà quê, mày phải biết mày là ai chứ. Cái gì? Chị nói gì? Chị có nhầm người không vậy? Đừng ăn nói vô học với tôi kiểu ấy. Ừ, tao vô học nhưng tao không cướp chồng người khác. Còn mày có học nhưng mày cũng chẳng khác gì con đếm cả. Ngày nào tao chả theo dõi mày và thằng chồng tao hú hí với nhau. Mày có cần tao hét lên cho cả ký túc xá biết không? Tôi bàn hoàng khi nghe những lời đay nghiến của vợ Khanh. Tôi đứng như trời trồng khi mọi người ở khu ký túc nữ xôn xao, bình phẩm và không tránh khỏi những ánh nhìn khinh miệt dành cho tôi. Xấu hổ, xót xa. Tôi chạy về phòng úp mặt vào ngực gối khóc nức nở. Suốt hai tuần liền, tôi bỏ học nằm bẹp dí trên chiếc giường tầng ký túc và không dám đi đâu vì sợ những nụ cười nhếch mép và thái độ kinh bỉ của mọi người. Tôi chuyển ra ngoài ở một mình, không còn liên lạc với Khanh, cũng chẳng còn lòng tự trọng để quay lại với tiếng đối diện với chính mình để bắt đầu một cuộc sống mới. Trả giá cho những lỗi lầm và sự dễ dãi là nỗi đau tê tái cả cuộc đời. một màu đen bao trùm trong căn phòng nhỏ gió tạt từng cơn mạnh cắt da cắt thịt thổi lùa vào khung của sổ hất tung tấm rèm của màu trắng bút bay trong gió nhẹ nhàng đu đưa tấm rèm nhảy múa theo điệu hát cổ dân ca vọng lại trong veo tiếng mưa tí tách bỗng chốc gió thổi mạnh đưa mưa vào phòng lành ướt mưa và nước mắt cô sợ cái cảm giác này cái cảm giác cô đơn anh đến đây đi em rất sợ em sao thế đợi anh chút anh đến ngay một giọng nói vội vã vang lên qua điện thoại. Lại bó gối trên chiếc giường cũng một màu trắng tinh khiết thanh tao. Hạ ân, cô ngồi chọn một góc giường. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi. Lọc bột. Mưa rơi như len vào từng ngóc ngách con tim Hạ ân. Khóe mắt cay hơn, lệ rơi nhiều hơn. Lá chả, lá chả. Đêm sau yên ắng, tiếng mưa rơi lớn lát đi tiếng khóc nước nở. Tiếng gió lùa cuốn đi những sợ hãi trên đôi mắt Hạ ân. Nhưng không thể làm mời đi những đau thương những nỗi nhớ trong trái tim của phòng sáng điện. Một người đàn ông cao to, phúc hình khỏe mạnh hớt hải chạy lại bên cô gái hạ ân yêu dấu của mình. Tình yêu của anh ở nơi đây, tình yêu ấy là cô. Trái tim anh ở đây, đó là hạ ân, người anh yêu hơn bất cứ thứ gì, bất cứ ai trên cõi đời này. Lâm Phủ khẽ lùa vào từng làng tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt mà ấy, nơi những hương thơm dịu nhẹ phương lại bên cô, bên anh bên hai trái tim gắn lại một tâm hồn. Đêm nay anh ngủ với em nhé. Hà ân nhẹ nhàng ôm lấy anh, nói trong tiếng ngẹn ngẹn của những sợ hãi, của những tiếng nước vội, của những chế ngự bởi dòng nước mắt giờ đã thấm đẫm vai áo lâm Phủ. Ừ, anh sẽ ở đây. Anh sẽ ngủ cùng em. Đừng sợ, đừng sợ. Lâm Phủ dỗ dành tình yêu của mình. Bởi anh yêu Hạ Ân nhiều lắm, trong chính thâm tâm anh cũng biết rằng một ngày nào đó anh sẽ chẳng được gần người con gái anh yêu như thế này một lần nào nữa sẽ mãi xa sẽ rất lâu và có thể sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội còn có thể chẳng có những sợ hãi trong hà ân nữa dường như tất cả không còn tồn tại cô không còn sợ thần chết mỗi khi được ở gần lâm vũ nhưng một ngày nào đó cô cũng sẽ phải rời xa anh để về bên thần chết định mệnh sẽ đưa cô rời xa người cô yêu thương nhất xa anh xa tình yêu cô khao khát xa trần thế để đến một nơi xa vời lắm, nơi ấy, một ngày nào đó cô sẽ gặp lại anh. Khi một ngày nào đó em xa, thì đêm cuối cùng anh có ngủ cùng em không? Không gian như cuốn theo chiều gió tới một miền bão táp, như những dự cảm chẳng lành, một ngày nào đó, ngày ấy rồi cũng sẽ tới. Tất cả chỉ còn lại ở thời gian. Anh sẽ mất cô, mất đi tình yêu ấy, vĩnh viễn khi thần chết tới đưa bước chân cô từng bước từng bước rời sang ngay trước mắt anh. Đêm cuối, đâu sẽ là đêm cuối của hai người cô trong trái tim anh lớn lắm bởi hình ảnh cô trong anh luôn có một chỗ đứng sức vững chắc đêm cuối anh sẽ là người giữ bước cô về bên thần chết anh sẽ bao bọc cô tới giây phút cuối cùng bao bọc bằng trọn vẹn tình yêu trong anh một tình yêu sâu nặng không bao giờ thay đổi không bao giờ phơi cạn anh sẽ yêu cô bằng tình yêu bất tử của mình và cái ngày ấy đến rất mau cái ngày cuối cùng ấy tới rồi ư Lâm Vũ nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau trên chiếc giường trắng ấy. Nhưng nơi đó chẳng còn ấm áp nữa, bỗng chốc nó trở nên lạnh lẽo vô cùng. Hạ ân vật lộn trong cơn đau bởi căn bệnh ung thư của mình. Đau lắm, đau nơi trái tim cô nữa. Đau bởi từng phút thần chết càng gian trọng vòng tay chào đón cô, đau khi cô phải từng bước rời xa yêu thương của mình. Đêm nay anh ngủ với em nhé. Hơi ấm phả vào tai, lời nói như gượng dậy toàn sức, dồn sức cất thành tiếng đau thương. Lâm Phủ khẽ nói với Hạ Ân, nước mắt anh rơi. Rất nhiều khi chứng kiến cảnh đau vật vả của người mình yêu mà không làm được gì cho cô ấy, đau khi từng lúc từng lúc thấy tình yêu, thấy người con gái anh yêu dần rời xa mình. Đau tới thắt lòng, không phải là đêm đầu tiên họ ngủ với nhau, nhưng cũng sẽ không bao giờ là đêm cuối cùng anh ngủ cùng cô. Ngày cô ra đi, tiếng yêu xé lòng nơi ấy hòa khóc. Nơi ấy, trước nắm mồ chôn cất người con gái quan trọng của đời anh một bó hoa thạch thảo một con người một tình yêu đêm nay anh ngủ với em nhé anh đến bên cô đến bên nắm mồ chôn cất cô gái tên hạ ân và nói trong tiếng khóc đau thương và mong nhớ một người con trai ôm nắm mồ say giấc đau thương